Xin chào cả nhà thân mến, chào mừng cả nhà mình đến với video tiếp theo trên kênh Trai Miền Núi TV nhé. Ngày hôm nay thì Trai Miền Núi đưa cả nhà mình cùng đi tham quan trải nghiệm một cái chợ phiên khá là đặc sắc ở trên Lào Cai này. Đó là chợ phiên Cốc Ly thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nhé cả nhà. Bây giờ thì Trai Miền Núi sẽ di chuyển vào chợ phiên, quay chia sẻ cả nhà mình xem chợ phiên Cốc Ly của buổi sáng ngày hôm nay người dân người ta có những mặt hàng gì bày bán và người dân mua bán như thế nào. Trước khi cả nhà mình vào theo dõi video của Trai Miền Núi thì cả nhà mình cho Trai Miền Núi xin một đăng ký kênh để Trai Miền Núi có thêm động lực làm nhiều cái video cũng như là thước phim có ý nghĩa cho cả nhà mình cùng xem. Ngay bây giờ thì xin mời cả nhà cùng theo chân Trai Miền Núi nhá. Cả nhà cái chợ phiên cái Cốc Ly này thì là được họp vào sáng thứ ba hàng tuần nhá cả nhà nhá. Người dân sinh sống ở khu vực xã Cốc Ly này chủ yếu là người dân tộc Nùng này, người Dao và người Mông sinh sống là chủ yếu nhé cả nhà. Có nhiều điểm tham quan đẹp lắm cả nhà. Ví dụ như đến chợ Cốc Ly này thì cả nhà có thể là nghỉ qua đêm ở đây, xong là ngày hôm sau có thể là đi đi thuyền ở trên cái thủy điện Cốc Ly đó, đi thuyền ngược lên trên đầu nguồn, cái cảnh khá là đẹp, mà có thể là đem đồ ăn đi theo, xong là đi thuyền trải nghiệm trong trên cái thủy điện Cốc Ly này khá là đẹp đấy cả nhà. Xong là đi thăm lên trên cái thôn Cốc Sâm là có một cái nghiến nghìn năm tuổi cả nhà, cái nghiến rất là to luôn, cái nghiến, và có thể là đi thuyền ngược theo sông chảy xuống khu vực có cái hang Tiên ở khu vực bên dưới này cả nhà. Có nhiều điểm du lịch hay và đẹp lắm cả nhà nhé. Lên chợ phiên Cốc Ly thì đi qua cái cầu này sang bên kia. Đó. Còn con đường này đi lên mạn bên này là lên Cao Sơn Mường Khương cả nhà nhé. Đây là cái ngã ba. Thì người dân người ta có cái mặt hàng gì đem ra chợ phiên bán, ví dụ như gà mò, gà bản cả nhà này. Thì ở đây có các cái thương lái, người ta đứng đây người ta đón những con gà bản, gà ngon thì người ta đứng đây người ta mua rồi. Còn khi lên đến chợ phiên là những con gà bản, gà ngon là không còn nữa đâu cả nhà nhá. Đây những con gà ngon này cả nhà.
đây là người Mông ấy. Những con gà này thì càng ngon đấy. Dạ. Cân cứ từ 150 đến 200k 1 kg cả nhà. Bên này thì người ta không biết là người ta có cái mặt hàng gì bán đây. À đây cái cận quế cả nhà ơi. Cái quế đấy. Này thì nhặt lâu lắm mới được 1 cân đấy. 1 cân này thì người ta nhặt đem ra đây bán chợ phiên này bán thì 1 cân 50-60 nghìn 1 cân đấy cả nhà. Đây ở khu vực này thì ở bên kia cả nhà. À, các cô dì chú bác anh chị em nào mà lên trên chợ trên công ly này mà muốn nghỉ qua đêm ngày hôm sau đi trải nghiệm nữa thì ở khu vực này vẫn có cái nhà trọ nhà nghỉ có này, khu vực bên kia này cả nhà này. Đó. Bây giờ thì còn sớm, hôm ngày hôm nay thì trai mình núi có mặt ở trên này chắc hơn 6 giờ sáng rồi cả nhà. Bây giờ bà con người dân mới bắt đầu, người ta mới bắt đầu đi chợ đây này, chở các mặt hàng đem ra chợ phiên bán. Bây giờ thì trai mình núi xin mời cả nhà mình cùng theo chân trai mình núi di chuyển tiếp nhé. Trên kia thì có cái thủy điện Cốc Ly cả nhà. Cái thủy điện này cũng khá là to ấy. Chợ có đông người không?
mấy phiên lâu lắm chú không lên được trên này. Đi quay báo lũ nhiều quá, hơn tháng này không lên được trên chợ phiên, gần 2 tháng đấy cả nhà. Ở trên Cốc Ly thì trai miền núi có người quen với có người nhà ở trên này nhiều lắm cả nhà. Đây đi cháu ơi, đi trước. À, đi trước đi. Đầu tí lại bảo trai miền núi nói chuyện với ai. Sắp đến chợ phiên rồi cả nhà nhá. Cả nhà mình chợ dê đi trước. Sau một thời gian di chuyển thì trai miền núi đã đến cái khu vực, chào anh nhá, chợ dê cả nhà. À, cái phiên này không cũng khó khá là nhiều dê. Lâu lắm không lên quay chợ dê, không biết giá cả dê thời gian này tăng hay giảm như nào. Bây giờ phải hỏi để tham khảo cả nhà. Còn dê núi này cả nhà này. Đây ở trên chợ phiên này nhé cả nhà nhé, có các loại dê luôn, dê giống có này, dê thương phẩm có này cả nhà này, đó. Dê đẹp, dê xấu, dê giá thấp, dê giá cao có hết nhé cả nhà nhé, chung là tiền nào của ấy cả nhà. Đây này có hai con này. Lâu lắm không đi chợ phiên, chào người anh em nhé. Dê bây giờ cái đợt lần này nó có tăng giảm gì không? Vẫn thế anh ạ. Vẫn thế á? À? Những con dê mà con dê cà được to to thì bây giờ khoảng bao nhiêu tiền cân? Nó chỉ dao động là 100-120 thôi. 120 á? Những con dê giống đẹp đẹp nữa. Nó dê là từ 80-90. 80-90 dê thịt đấy. Dê giống còn có giá như trước không? Vẫn như thế rồi. À, chung là giá dê cà không có gì thay đổi. Những con dê cà đẹp đẹp cả nhà. Thì nó còn đẹp thì là khoảng 120.000 một kg với cả nhà nhé. Đó, còn dê giống đẹp thì khoảng 101. Đó. Còn dê thịt thì là dao động từ 80 đến 100 cả nhà nhé. Đó. Những con dê tơ ngon ngon đẹp đẹp thì được khoảng 100.000 một cân dê thịt đấy cả nhà. Còn dê ở trên này thì người ta có thể là bán cân hoặc là bán vo nhá cả nhà nhá. Để do hai bên thỏa thuận, người bán và người mua người ta thỏa thuận. Dê gầy gầy xấu xấu thì chỉ tầm khoảng 70.000 một cân thôi cả nhà ơi. Đây còn dê đực trắng này. Hôm nay mang nhiều đi bán không? Mấy con à? Bạn bán được con nào chưa chú? Bán được 2 con. Nhà chú là gần chợ phiên này luôn, ở dưới này ấy nhỉ? Bên kia thủy điện à? Chú này nuôi dê thả rong, dê núi nhiều lắm. Đây con dê cà trắng. À bên kia những con dê tơ đẹp chưa?
Đây nhà kia thì người ta dắt cả một đàn, 2, 4, 6, 6 con. Bán một lần 6 con. Nếu mà mua hết một lần 6 con luôn thì người ta bán sẽ rẻ hơn tí cả nhà. Mua lẻ lẻ thì người ta sẽ bán đắt hơn. Ví dụ như dê, người ta dắt đem dê đến chợ phiên này bán cả nhà nhé. Dê hai mẹ con thì nếu mà mua cả hai mẹ con thì nó giá thấp hơn tí, nhưng mà mua lẻ con nó, mua riêng con mẹ thì lại đắt. Ủa, đây có con dê. Đây có con dê mẹ to chưa? Có là con này thì 100 một cân. Con này béo đẹp nhỉ? Con này chửa đấy. Con này không biết đẻ đâu. Không biết đẻ. Không biết đẻ đâu. Sao biết đẻ? Đấy, những con đực buộc gần nhau là người ta bổ nhau như này cả nhà. Ở chợ phiên này thì người ta ở bên ban quản lý chợ cả nhà, người ta cho đem cái cân ra đây cho người bán người mua, người ta cân thuê một lần cân là bao nhiêu tiền gì đó ở kia bên kia này cả nhà. Đó, còn cái cân của chủ buôn đến chợ phiên này đem, người ta đem cân đến đây thì người dân bán người ta cũng không tin tưởng đâu, người ta cũng không cho cân đến, chỉ có ban quản lý chợ người ta đem cái cân, gọi là cái cân công lý đấy cả nhà, sợ cân ke người mua và người bán ấy. Nên ra là người ta hai bên người bán và người mua thì thuê một cái cân của ban quản lý chợ này để cân. Con dê cà, dê đực. Ở khu vực trên Tây Bắc này chỉ có cái chợ phiên Cốc Ly này mới có dê bán nhiều như này nhé cả nhà, không có cái chợ phiên nào có dê bán nhiều như cái chợ phiên này đâu cả nhà. Chợ dê lớn nhất Tây Bắc này, còn các khu vực Đông Bắc, khu vực khác thì trai mình chưa được đi hình không biết, nhưng mà về khu vực Tây Bắc này chỉ có mỗi chợ phiên Cốc Ly này có bán nhiều dê nhất cả nhà. Người ta đi mua dê, người ta nếu mà xem dê nhé cả nhà nhé, con dê già hoặc con dê non thì người ta xem, người ta biết, người ta kiểm tra cái răng cả nhà, người ta há cái miệng con dê ra, người ta xem cái răng nó như nào, thay răng chưa, con này khoảng bao nhiêu tuổi thì người mua dê gần như kiểu chuyên nghiệp thì người ta biết được, người ta xem người ta biết. Như trâu thì người ta nếu mà một trâu thì người ta cũng xem răng, con trâu già thì cũng xem răng được, hoặc là chọn giống trâu đẹp thì người ta xem khoáy cả nhà. Đây những con dê, con mấy bé này là dê giống này, đẹp này. Ở trên này bà con người dân vẫn còn có nhiều đất như cả nhà nhá, người ta nuôi dê. Nuôi dê này nhà phải có đất cả nhà, nếu mà không có đất thì thả rong không thả lâu. Con dê này nó phá lắm, con dê này cái gì nó cũng ăn ấy. Khi mà dê mà nuôi nhốt thì lại phải cắt cỏ cho ăn. Dê thả rong thì thịt nó ăn sẽ ngon hơn cả nhà, cả gà con gì cũng vậy, con gà, con lợn, bất cứ con vật gì cứ được thả rong ăn tự nhiên thì thịt ăn nó sẽ ngon hơn. Ở trên này bán dê này chủ yếu là người Mông cả nhà, người Mông người ta nuôi được rất là nhiều dê. Còn gà mò, gà bản thì ở chợ phiên này cả nhà, lên đến chợ này là không còn nữa đâu. Bởi vì các cái thương lái người ta đón ở các cái dọc đường, các cái cổng của các cái làng, các cái xóm, các cái bản, người ta mua hết rồi, những con gà ngon người ta mua hết rồi.
Còn khi lên đến trên chợ phiên này, những con gà ngon là không còn nữa. Con gà ngon, con vịt ngon, con ngan ngon là không còn nữa. Vừa rồi là trai mình đi qua chia sẻ cả nhà mình cái đó, cái khu vực chợ dê này, chợ dê lớn nhất Tây Bắc này. Bây giờ thì trai mình sẽ di chuyển đến cái khu vực trên này, khu vực chợ lợn, qua chia sẻ cả nhà mình lần lượt. Cái khu vực trên này thì người ta đem lợn đen, lợn giống, lợn cắp mách đến chợ phiên này bán cả nhà. Đây hai con lợn đen này. Con này thì khoảng hơn, trong kia thì khoảng hơn yến cả nhà. Đem lợn lên bán à? Hay là đi mua lợn? Đem lợn lên bán hay đi mua lợn? Đem lên bán à? À mấy con? Thời gian này đi làm gì rồi? Ở Lào Cai à? Anh chủ đi tí. Trong những cái bao này cả nhà này, lợn đen, lợn bản, lợn của người Mông ấy. Ở bên này có hai con chó con đen. Cái chợ phiên Cốc Ly này thì nếu mà chó thì không có nhiều như kiểu chợ Bắc Hà đâu cả nhà. Chó con có bán nhưng mà ít, thì có hai con. Những con chó như này thì bây giờ bán khoảng bao nhiêu tiền một con này chị? 1 triệu một con à? Nó đen xì luôn cả nhà. Một triệu một con. Sù đen Bắc Hà đấy. Một triệu một con cả nhà. Lợn đen rất là nhiều luôn. À cái này thì người ta cho cỏ cho ăn. Lợn đen thì nó ăn cỏ mà. Cái gì cũng ăn. Còn lợn trắng cả nhà, lợn trắng thì phải cho ăn tốt, ăn ngon. Đây gọi là test thử ấy, cho cỏ cho ăn. Chú cho một cân xem nó ăn không? Đấy nó ăn đấy. Như ở các chợ phiên khác thì người ta lợn người ta thử ăn thì người ta cho, như chợ Mộc Khương thì người ta cho cám cho ăn. Nhưng mà chợ trên này đây kia người ta để trong bao, có khách đến mua thì người ta bắt ra cho xem. Còn như các chợ phiên như trên cốc ở chợ phiên Bắc Hà thì người ta có cái lồng bán ở gần cái khu vực chợ ở nhà. Bên này lợn là lợn lai, lợn nguyên kiểu da bò cả nhà nhé, gần như da bò mấy màu luôn, còn nhiều lai lợn rừng cả nhà. Bên trên này thì bà con bán rất nhiều lợn. Lợn ơi là lợn. Ui. À, chuyển sang cái bao khác. Cái bao nào? À, con này béo nhỉ? Nó chạy là không bắt được đâu.
Con này thì khoảng 30 cân nhỉ? Đến 30 cân không? Con này đẹp đấy. Béo thật. Con này thì có thịt. Có da, có thịt à? bán chưa con này bán chưa? Chưa, đang... À, đang chuyển sang... chuyển sang cái bao khác gì? Xin chào người đẹp. Sáng nay bán được con lợn chưa? Sáng nay em đem mấy con đến. Hôm nay không có lợn á? À? Hôm nay đi chơi chợ phiên nè. Bây giờ thì còn sớm cả nhà. Trong bao khi có khách mua thì người ta bắt ra cho xem. Lợn thì bây giờ một con tầm khoảng lợn đen trên này nhá cả nhà nhá, một con khoảng một yến thì rơi vào 1 triệu, tức là nếu mà tính lại còn to hơn thì nó rẻ đi hơn rẻ đi một tí. Còn loại lợn một yến, hơn một yến thì nó cũng khoảng 100.000 cân. Còn loại tầm 15-20 cân thì nó rẻ đi. Đây, bán lợn này toàn là chủ yếu là người Mông thôi cả nhà. Có nhiều nhà người ta nuôi con lợn mẹ để được nhiều con nuôi không cho ăn được hết thì người ta đem ra chợ phiên này bán. Con này thì khoảng yến, con này bán người ta bán khoảng 1 triệu. Bên này đây người ta đem cân đến đây, nếu mà thích mua vo được mà 1 cân cũng được, mua theo cân thì cho cân. Con này chắc khoảng chắc tầm 21 cân, 20 cân. Dễ quá. 20 cân. 20 cân. 20 cân thì bán bao nhiêu tiền? Một cân 100 à? 20 cân vẫn 1 cân 100 à? Tưởng là bé bé chứ. Con này chắc 6 cân. To hơn rồi. Con này hơn nhá. Con này 25 cân. 25 cân. Con này vẫn 1 cân, vẫn 1 cân 100 nghìn cả nhà. Nhưng mà 25 cân 2 triệu lấy con này được. Thì lấy con to, 2 triệu thì lấy con 25 cân. Con 20 cân thì thôi không lấy nhá, lấy con to hơn. Nếu mà bán 1 cân 100 nghìn thì mình lấy con 25 cân là 2 triệu. Con 25 cân. Mình đang đùa là mình đang đoán là cả nhà. Là 1 cân 100 nghìn đấy. Đợt đen này. Cân 100 nghìn. Quay di chuyển xuống khu vực dưới này đây cả nhà. À, bên này thì người ta bán những con chó này thì con to. À, dùm thế. Con chó này chó thịt thì thế nào. Chó hơi thì bây giờ người ta bán trên này bán 1 cân 80.000 một cân chó hơi nhỉ. À, xuống này xem người ta bán cái gì. Ong à? Bán nhộng ong sao này? Nhộng ong. Bên này là
Nhiều thế. Bắt nhiều ông đấy. Cái này bán bao tiền cân này? Cái này 28, cái này 28 á. Cái này bé hơn này 23. Lợi nhuận bé. Ông nhờ chân trán chân gây đây. Con này ông đất đúng không? Này ông đất. Bên này là ông ở trên cây. 280 cân bán cả. Ở kia còn có cả con mẹ trong này. Ở đây con to thật đấy nhỉ. Con ông đất đây. Anh mang trên trời mới đông người. Rồi. Cuối mùa nhộng ong này mà ai ăn được gần, không ăn được là dị ứng đấy cả nhà. Như trai mì núi thì ăn được, cái này ăn ngon luôn. Cái này xào với măng chua cả nhà, ăn rất là tuyệt vời luôn. Đây là đồ rừng cả nhà nha. Không phải ong người ta nuôi đâu, ong người ta anh em người ta lên trên núi trên rừng tìm được, bắt được đem ra chợ phiên này bán nhỉ. Bên đây thì các bác đã đi ra chợ phiên này mua được một lồng dê. À cái này đem chở lên chợ này bán nhỉ, không phải là mua về đâu. Sau mình đi xuống như này lấy xe đi lên mạn trên vào cái khu vực chợ văn hóa qua chia sẻ cả nhà mình. Đây là cả nhà này, đến với chợ phiên vùng cao là đi ở chợ phiên nào thì cũng bắt gặp các bác đây cắt tóc lưu động cả nhà nhá. Ở trên vùng cao này thì người ta không có cái hiệu cắt tóc mới đâu, để đi đến chợ phiên là người ta ra chợ phiên này để cắt cắt một lần như này là 20-25 nghìn một lần cắt tóc này cả nhà. Đây này, bên này có một gian cũng có một bác để cắt tóc lưu động. Bên này thì đưa đi học. À học mẫu giáo à? Dạ, mẫu giáo. Mẫu giáo, học trường trên này gì? Không, học ở bên kia. À học bên kia sông à? Qua bên sông. À, bên sông. Mẹ đưa mua xúc xích ăn xong mới bắt đầu đi. Đây cái gian hàng này người ta bán cái mặt hàng này chạy lắm cả nhà. Hàng đồng giá. Ồ, bên này bán thịt da mèo. Xin chào người anh em. Lâu lắm ấy giờ. Lâu lắm không đi chợ. Anh đợt vừa rồi anh đi quay bao lũ. Gần một tháng này rồi không lên chợ. Mấy phiên này ít người nhỉ? Không đông mấy. Hay lên lúc sớm nó như thế thôi. Giờ này nhìn đẹp trai hẳn ra nhỉ? Ồ, có gặp em gì nhỉ? Em Súa. Giờ này em còn muốn đi bán hàng không? Có, cạnh nhau luôn rồi đó. Cạnh nhau luôn. Ngày hôm nay không đi ra chợ này nhỉ? Đi xa. Nó chỉ đi chơi thôi, may nó mới đi. Hôm nay đi chơi. Xin chén bây giờ có đông chưa? Xin chén á? Ừ. Cũng bình thường á. Ngày mai khả năng là đi xin chén xem. Đi đăng bên này đây. Bên này thì bác bán cái mía. Bán mía bán ra. Xin chào quý vị và bà con có mặt trong buổi chợ ngày hôm nay. Quý vị và bà con đang gặp các vấn đề như đau đầu, đau bụng, đau nhức cơ, đau nhức cơ, đau nhức cơ, chính là khi mà đến với phương bảo vệ quan hệ các tổ thanh là ở nhất là các tổ khuyên nòi, các tổ mót có chỉ co gì, các tổ mót giữa chỉ trong
Đây là cổng chợ văn hóa này cả nhà. Bây giờ đi vào trong khu vực bên trong kia là không gian ẩm thực. Bên cổng thì người ta có các... Ở đây có cái thuốc sỏi mật bán không? Sỏi mật, sỏi mật. Sỏi thật, sỏi thật, sỏi mật đấy. Cái này là thuốc gì đây? Sỏi thận á? Cái này thì mình mang về uống như nào, làm như nào uống? Đun nước uống à? Đun nước uống. Đây là thuốc sỏi thận nhá cả nhà. Đấy. Còn cái loại thuốc gì nữa? Cái thuốc sỏi mật không? Sỏi mật không có nhỉ? Đây đang làm cái thuốc gì đây? À, đau xương khớp mình xoa, mang ra xoa. Cái chai này cũng vậy à? Cũng là uống được, xoa được đúng không? Đây là cái thuốc cái thuốc nam của người đồng bào người Mông, người ta lấy ở trên rừng nhá, lấy bằng thảo thảo dược tự nhiên, không phải người ta trồng đâu. Cái thuốc này rất là tốt, thuốc sỏi thận này, thuốc xoa bóp đau xương khớp này cả nhà này. Bên này thì các cô ấy bán cá sông cả nhà. Cá sống chảy ấy. Thuốc đau lưng à? Thuốc đau lưng. Đau lưng thì mình làm như nào uống đây? Mang đun nước uống à? Thuốc dạ dày nè. Thuốc bị dạ dày. Nhiều loại. Một tí nữa để cháu đi lên trên này xong là cháu quay lại mình xem nào. Đúng rồi, cái thuốc này thuốc thảo dược tự nhiên, cái này tốt lắm. Ở bên này thì người ta bán cá sông, cá mương này. Ao vàng là 20.000 một cân à? 20.000 một cân cá mương này cả nhà. Cái cá này cá bắt ở sông chảy ấy, cá này thì ăn ngon lắm. Bên này thì cá rô. Khu vực bên dưới kia thì người ta bán kia các loại con giống cả nhà. Bên này thì người ta bán cái mặt hàng chổi kê. Cây này nó gần như kiểu cây lúa mì cả nhà nhé, mang làm chổi quét nhà. Đấy, nếu cô dì chú bác nào mà lên chợ phiên này tham quan trải nghiệm thấy cái này hay đẹp đẹp thì có thể là mình mua mang về treo làm cảnh cũng được mà đẹp lắm. Cái chiếc này có 60-70.000 một chiếc thôi, cái chổi kê này. Mà nếu mà quét nhà vẫn bền hơn là cái chổi chít cả nhà nhé. Chỉ có trên khu vực vùng cao này người ta mới dùng, còn dùng cái chổi này quét nhà. Còn ở thành phố thì người ta không dùng cái chổi đâu, người ta dùng cái lau rồi. Lên trên khu vực này đông hơn, đông người hơn cả nhà. Đây bây giờ trai miền núi di chuyển đến cái khu vực người ta bán các cái dược liệu. Ở chợ này thì không có đồ rừng nữa, ít lắm, chỉ có ong. Di chuyển khu vực này. Hãy xem tí nhá. Tàu tươi. Cái công dụng của ấu tàu tươi này, của ấu tàu tươi chắc cả nhà cũng nhiều người biết đấy. Bình thường như trai miền núi ở nhà là cứ hay dùng cái củ này mang ra lấy dao thái ra thành thái lát ra, xong là cho vào trong chai rượu vào ngâm, xong để làm thuốc xoa bóp ở nhà. Bị khi bia đi làm ấy bị cái gì va đập vào, hoặc là đi xe mà không may bị ngã xe
bầm tím thì là có thể là lấy cái cái rượu đấy, ngâm cái củ ô tô này, mà nghe xoa bóp, làm thuốc xoa bóp rất là tốt, giảm đau rất là tốt như cả nhà nhá. Đấy, đồng thời nếu mà cả nhà mình mà ai biết nấu ăn ấy, nấu cái củ ô tô này ăn rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho gân cốt này, tốt cho sức khỏe. Phải biết nấu thì mới nấu ăn được nhá, không biết nấu ăn là nguy hiểm đấy. Nếu mà nấu ăn thì chúng ta có thể là mang ra nấu để 3-4 lần nước cho nó cạn hết, xong là khi nào mình nếm xem là còn tê lưỡi không tê lưỡi nữa thì mới ăn được nhá, còn khi nếm vào cái lưỡi còn tê là chưa ăn được đâu. Đó. Nếu mà không biết nấu thì không nên nấu, biết nấu ăn thì tốt cho sức khỏe lắm cả nhà. Ăn nhiều củ ấu tàu tươi, củ ấu tàu. Đây thì không có cái củ khô cả nhà. Đây có bán ít cái củ tam thất tươi và sâm đương quy. Cái đợt này củ tam thất tươi thì cái mặt hàng củ to là không có nhá, ít lắm cả nhà. Chỉ có cái loại size tầm khoảng 10 củ một cân thì có, còn loại củ to 6-7 củ một cân thì hiếm bây giờ cả nhà. Đây cũng là củ tâm thất à? Ừ. Cái củ này là củ này dễ bé nhỉ? Dễ rửa. À cái này rửa à? Cái loại này cả nhà, loại này cái củ này dễ bé. Cái này nó nhiều nặng. Nếu mua về nấu ăn tần gà thì là nên mua những cái củ dễ bé như này này. Đấy. Đưa ra giói luôn cả nhà nhá. Cái củ như này thôi nhưng mà nhìn bé này tuổi đời 6-7 tuổi đấy, 6-7 năm đấy cả nhà. Mặt hàng củ to đấy hiếm rồi. Tâm thất tươi. Đấy, cả nhà mình cô dì chú bác nào mà cần dùng cái mặt hàng củ tam thất tươi hoặc củ ấu tàu tươi mang về thì cứ liên hệ với kênh nhá. Trai mình núi lên chợ phiên có cái mặt hàng này thì sẽ mua hộ cả nhà mình. Củ ấu tàu, củ tam thất tươi, tam thất khô. Đó. Đây này, cái chai thuốc xoa bóp đây. Đây thuốc xoa bóp vào anh. Đau xương khớp, xoa bóp vào, vừa xoa bóp vừa uống. Mình đau xương khớp hoặc là các bác nào đi làm việc nặng đấy, hoặc là người cứ hay thường xuyên đau mỏi ấy, thì là có thể mua cái chai thuốc này về xoa bóp hoặc là uống cũng được nhé. Rất là tốt luôn cái thuốc này. Nhiều người mua lắm, có nhiều người hỏi mua lắm. Vừa chai mình đi lên chợ phiên quay cái chai này là rất nhiều người hỏi mua hộ ấy. Thuốc này nó là bằng cái thảo dược tự nhiên ở trên rừng là rất là tốt cả nhà. Đây cô bán rất nhiều loại thuốc nam cả nhà. Bên này cái trang phục áo xanh xanh này là người Nùng cả nhà, người dân tộc Nùng cả nhà nhé. Chào cô nhá, lâu lắm không gặp đấy nhỉ? Vâng, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi cháu. Một tháng rồi không đi chợ phiên rồi. Các cô là sạt lở đất nhiều quá lại không dám. Sạt lở đất nhiều quá không ai dám đi chợ ấy. Hơn một tháng nay về chợ lại quay trở lại đông trở lại. Đây là cái phở Hồng cả nhà nhá. Phở đặc trưng ở trên vùng cao này cả nhà. Đi chợ phiên vùng cao này không có cái phiên chợ nào mà không có cái phở Hồng này bán. Phở Hồng này người ta tự tráng làm đấy nhỉ. Vâng, mình tự ngâm gạo tự làm. Ngâm gạo tự làm đấy. Rẻ lắm. Một cân này thì 25.000 một cân. 25.000 một cân cái phở Hồng rẻ lắm. Thì ăn một bát phở chợ thì không được nhiều như này mà phải 30.000. Bánh mì đi. Ấy yêu. Đây các mẹ trẻ. Ở trên này các em là hai em chồng sớm đấy cả nhà. Đặc biệt là người Mông ấy, chưa đủ tuổi đâu, người ta cũng lấy nhau rồi. Lâu lắm không ghé qua thăm chợ Cốc Ly Bắc Hà Lào Cai cả nhà. Bây giờ đưa cả nhà mình sang tham quan cái khu vực chợ không gian ẩm thực cả nhà. Phiên này hơi vắng người cả nhà. Bởi vì làm sao vắng người là cái thời gian vừa rồi là sạt lở đất này, lũ quét này.
người ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thật ra là bây giờ chắc là người ta đang khắc phục cái hậu quả. Thật ra là khắc phục cái hậu quả sau bão lũ ấy, người ta đi chợ phiên ít đi một chút. Trên chợ phiên này thì có cái món ăn đặc sản ở trên này thì có món thắng cố dê cả nhà. Thắng cố dê này là đặc biệt nhất ở trên chợ phiên này. Cái món gà bản, lợn đen bản, gà đen bản. Đây đưa cả nhà mình sang xem thăm cái gian hàng thắng cố dê cả nhà. Đây bên trong này có cái món tiết canh dê cả nhà này. Tiết canh dê đặc sản đấy. Người ta đậy hết rồi. Làm rất là ok cả nhà, đậy. Đây thịt dê đây cả nhà ơi. Đây cái món ăn truyền thống ở trên vùng cao này cả nhà này. Người ta hay thịt dê, người ta hay chế cái món như này cả nhà nhé. Đây là món dê nấu với măng chua. Mời chị. Lâu lắm không lên chợ phiên rồi. Dê nấu măng chua đây, món ăn truyền thống của đồng bào người trên vùng cao này cả nhà. Thịt dê lúc nào cũng phải nấu với măng chua này. Ăn rất là trông rất là ngon và rất là hấp dẫn. Đó. Nấu với măng chua thì nó có một cái vị ngon riêng cả nhà nhé. Đây còn bên này đây thì người ta để thành tảng như này, xong là các bác ai ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu, ăn theo bát hoặc ăn theo lạng, tổng hợp luôn cả nhà nhé. Đây trên cái chợ phiên Cốc Ly này chỉ có cái gian hàng của chị đây là thắng cố dê là đông khách nhất cả nhà. Khi khách xa đến đây tham quan trải nghiệm thì người ta thưởng thức cái món thắng cố dê này và dê nấu măng chua này, tiết canh dê này cả nhà này. Rất là ngon luôn. Mấy ngày hôm nay là ít khách thôi, còn khi người ta sau khắc phục xong bão lũ là người ta lại đi chợ phiên đông trở lại cả nhà. Đây khu vực này thì đông khách ăn một tí này. Khu vực trai mình vừa ghi hình chia sẻ cả nhà mình, bên này thì cái khu vực cái tập trung đông hơn, còn cái bên này thì người ta thích cái không gian yên tĩnh thì người ta ngồi sang bên này ăn cả nhà. Tâm sự câu chuyện câu trò thì chúng ta có thể là ngồi sang bên này ăn. Đây thì là các bác để thưởng thức cái món ốc đậu mèn mén, ốc đậu. Ôi cứ dùng đi em một tí đó. Đây, bây giờ chợ phiên lâu lâu ngày là phải thưởng thức cái món này, món ăn truyền thống cả nhà. Ớt thóc ấy. Ớt thóc ngon nhỉ. Ớt này là ngon luôn. Cái này là thơm ngon nhất. Thơm ngon mà, cay thơm ngon. Khi người ta ăn mèn mén. Tên quen anh ở đâu nhỉ? Quen là đúng rồi. Không phải. Để ăn mèn mén này là phải ăn với ốc đậu kèm theo. Thì mới dễ nuốt, dễ trôi. Đây bên này cũng thế. Chào cô nhé, đây ăn mèn mén xong ăn cả một bát ốc đậu nhờ. Đấy, ăn hai cái này thì no cả ngày rồi ấy nhờ. Đi chợ phiên ăn cái này là về nhà, không phải ăn cơm trưa nữa cả nhà. Đây, ăn sáng.
Ơi đi em sang bên này tí đã. Tí đã. Làm một chén. Tí đã em quay chia sẻ. Còn lấy ốc nữa không? Có có. Đây lên trên này có anh em người nhà nhiều lắm. Đủ ăn sáng ăn giếc. Bên này thì người ta bán cái mặt hàng rượu ngô này cả nhà này. Rượu ngô. Cái rượu ngô ở chợ phiên Cốc Ly này thì người ta không lấy nặng đâu cả nhà. Như chợ phiên Bắc Hà thì người ta lấy nặng lắm, loại lấy tầm 50 độ có, 45 độ, 40 độ có, nhưng chợ phiên Cốc Ly thì người ta lấy nhẹ hơn, nhạt hơn để dễ uống hơn cả nhà. Nhiều món ăn ngon lắm. Khu vực này thì người ta bán các hàng thổ cẩm. Đây những chiếc mũ thổ cẩm cả nhà này. Đẹp lắm, nhiều màu sắc. Đi chuyển sang bên này xem bà con người dân người ta còn có mặt hàng gì bán ở khu vực này nữa cả nhà. Thì người dân người ta bán rau củ quả, rau cỏ cả nhà. Ở chợ phiên này bán mặt hàng rau cỏ không có nhiều mấy đâu cả nhà. Có mặt hàng rau có nhưng mà ít. Cái rau này chủ yếu là đồng bào người Mông người ta trồng cấy được dư thừa một ít, người ta đem ra chợ phiên này bán kiếm thêm mấy đồng để mua mắm muối mì chính. Người ta không trồng nhiều, không bán nhiều loại mặt hàng rau được cả nhà. À đây có cái món ốc núi này. Ốc đá. Đây là đồ rừng đó cả nhà. Ốc này về làm ăn ngon lắm cả nhà. Đợt vừa rồi trai mình Đức mang về làm, mình mang luộc qua một chút xong là xong mang ra hấp làm gia vị nước chấm ngon ngon, cái ăn ngon lắm. Đây ốc núi ấy. Cả nhà vừa rồi trai mình cũng đưa cả nhà mình đi tham quan trải nghiệm một cái vòng xung quanh cái chợ phiên Cốc Ly Bắc Hà Lào Cai này. Quay chia sẻ cả nhà mình từ khu vực chợ dê, chợ lợn lên đến khu vực chợ văn hóa, đến chợ khu vực không gian ẩm thực. Đã quay chia sẻ sơ qua về cái chợ phiên vùng cao này cho cả nhà mình cùng được biết rồi. Đến đây trai mình cũng xin được tạm khép video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở cái video tiếp theo. Cả nhà xem video trên kênh của trai mình núi thấy hay và ý nghĩa thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái video tiếp theo trên kênh của trai mình núi nhé. Xin cảm ơn, xin chào cả nhà.